Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với số bàn câu Nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một lô cần nữa nhá. Lô ngày hôm nay sẽ là một lô cần xả. Thì mấy ngày hôm nay thì em về một lô cần mới thì em đăng lên các bác ủng hộ rất là nhiều. Xin chào là hàng đi rất là nhanh. Đấy, hôm nay thì còn một ít hàng nữa thì em sẽ lên cho bác một lô clip xả nhá, giảm giá một chút để cho bác chơi. Và hôm nay sẽ có thêm một cái lô cần cần này gọi là cần VIP coi nhá. VIP thì rẻ rồi, thì tầm 90-100 nghìn một cây thôi. Đấy, tùy từng đợt. Đấy, thì em sẽ tí giới thiệu cho bác. Đấy, còn hàng bên này sẽ là hàng cần đăng rồi nhá, sẽ được đăng lại và sẽ giảm giá một xíu cho bác chốt. Số điện thoại chốt hàng của em là 0326 267 369, em để các hình các bác nhá. Để các bác ưng cần nào thì gọi điện cho em là chốt này. Chốt hàng rất dễ rồi, các bác chọn một cái mã ưng ý gọi điện cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo đều được các bác nhá. Rồi. Các bác xem kênh của em thì ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Chia sẻ cho anh em trong hội nhóm để anh em biết kênh của em và ủng hộ cho em. Rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều. Cái lô ngày hôm nay sẽ gồm hơn 20 cây nhé. Ở đây là những chiếc cần tay Fib. Đấy. Em sẽ đến cho bác số lượng và báo giá luôn nhé. Một cây cần tay Fib này, hai cần tay Fib này, ba này, bốn này. Ở đây cần 3 khúc nhé, 4 cái này để lại đó, từ từ đó, 4 này, 5 này, cây này là cây của hãng gì, chất phết nhé, cây này chất này, 5 này, 6 này, 7 này, đây căn vợt coi nhé, 8 này, 9 này, đây là cây cần carbon nhé, bị lỗi khuyên. 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, cái ba khúc là 15 này, 16 này, một chiếc cần 7m2, 17 này, 18 này. Đây là chiếc cần carbon nhé, nhưng cây này nó bị lỗi một xíu, em gồm hết vào luôn nhé. Đây là chiếc cần hai da của carbon Vicker nhé, mà cái lóng này nó bị hố đít nên người ta đã chế vào, vẫn câu bình thường nhưng mà nó hơi xấu. Em cộng luôn 19 này, 20 này, 21 này. Đây là chiếc cần carbon nhé, nó bị mất ngọn nên em cho vào đây luôn. 21 này, đấy, mấy chiếc cần đều carbon nhưng bị lỗi nhỏ nên em có lém hết vào đây nhé. Đấy, chỗ này là tổng cộng nó có 23 cây thì 3 cây này lỗi em bỏ ra ngoài riêng ra đi, coi như là tặng các bác không tính, các bạn cũng thế luôn. Còn 20 cây này, 20 cây này em lấy các bác là 1.800.000, cộng với 3 cây này mỗi cây 70 là thành 200. Ê, tổng lô này là có giá là 2 triệu lô này các bác nhé. Đây tặng cho các bác một chiếc cần cần này là cần 3 khúc 3m6 cứng 30 phôi hai da của con Olympic thì phải, nhưng con này trước em hạ hết khuyên ra để em đi cúc tay, bây giờ chán rồi thì tiện tặng hết cho các bác nhé. Đấy, cái lô này nó có giá là 2 triệu nhé, 2 triệu lô này. Rồi bắt đầu sang cần bình thường nhé. Đây em chuyển sang bên này. Đấy các bác, lô kia các bác phải xem đi xem lại, các bác có thể tời lại nhé, em để ở trên trên này. Rồi em sẽ vào cần số 1 này. Số 1 đây là chiếc cần 3 khúc của dòng Daiwa. Con này thì em lấy được về giá nó cũng khá là mềm nữa nhé, em sẽ để cho các bác giá vừa chơi. Đây là chiếc cần Daiwa 3 khúc, có chiều dài là 4m, cứng là cứng CX 25-4m. Con này thì phôi là phôi 2 da, dòng cross carbon các bác nhé. Đấy, cross carbon, khoen là khoen Fuji, không lỗi gì các bác nhé. Đấy, các bác làm thích đánh lục con này thì bác chơi con lục 3 khúc này là khá là ok luôn nhé, đánh đẹp luôn ạ. Con này được sản xuất tại Đài Loan, ngoại hình đẹp, giá cũng mềm thôi. Con này thì được trang bị ở thông số như sau nhé, nó có trên đây này, em sẽ ghi lên luôn. Đây, con này có chiều dài là 4m, cứng là 25 cx. Ở chiều dài 4m này, thu gọn 140 cm, 3 khúc, nặng 370 g, ngọn là 2.4 ni, gốc là 23.5,
độ cứng từ 20 đến 30. Đấy, con này là con mã số 1, có giá là 2,3 triệu. Đấy, giảm giá sâu cho bác chơi luôn nhá. Em đẩy hết đi để em lấy lô mới về vốn nặng quá, gần 200 triệu tiền hàng thế nên là em phải đẩy cái này đi. Hộp bỏ qua bên nhá, tí nữa các bác lấy thì em sẽ nhét vào hộp cho các bác để vướng quá. Cây số 2 này. Cây số 2 làm chiếc cần 3 khúc của bộ Olympic. Đây là chiếc cần dài 39. Độ cứng tương đương với cả DX các bác nhá, cứng 27. Con này làm chiếc cần của Olympic. Khoen là khoen đen, khoen Fuji. Đấy, ngoại hình ok các bác nhé. Lá cũng mềm cho các bác chơi thôi. À, con này sẽ mang cân nặng là 480g các bác nhé. Ngọn là 3.1 ly. Và con này có giá là 1,9 triệu cho các bác chơi nó nhanh. Rồi sang cây tiếp theo, cây số 3. Cây số 3 này là một cây cần LFT 5m3 đọt số 5 để cho bác đánh ISO, hoặc các bác làm thích hạ tay các bác đi hồ dịch vụ các bác chơi có chơi nhá. Con này đi hồ dịch vụ đánh chép 5-7 cân thoải mái nhá. Độ cứng rất tốt và độ thanh dòng LFT rất ngon quá nhá. Phối rất đẹp ạ. Phôi màu xanh hai da như này. Bác đi cầu hồ dịch vụ thì cá chép 5-7 cân các bò cho em thoải mái. Đấy, con này thì có một cái nhược điểm nhỏ là khoen đề 3 bị lứt các bác nhé. Đây là khoen đề 3 bị lứt các bác này. Khoen đề 3 bị lứt các bác nhé. Đấy, con này thì mang cân nặng là 400g. Gốc 27. Ngọn 2.0 ly. Và có giá là 1,6 triệu con này nhá. Đấy, giảm giá. Con số 4 này. Số 4 là một chiếc cần 2 khúc, có chiều dài là 2m4, độ cứng là 120. Con này của hãng là Style. Con này của dòng Chila xuất Nhật. Được trang bị bát là bát hãng, khoen cũng là khoen hãng nhá. Nhưng mà kiểu dáng khoen thì dạng khoen đời cao. Đầu bu chống xoắn, độ cứng tầm trung, nói chung để các bác chơi. Giá cũng rất là rẻ thôi. Đấy, mới chỉ cần make in China là hoàng các bác nhá. Đấy, độ cứng là 120. Khá thành cho các chơi nhá, mã số 4 này. Mã số 4 cân nặng là 280g. Ngọn là 2.3 ly. Con này có giá là 550k. Đi cho nó nhảy cho nó hết đi các bạn. Nhiều những cái em bán sẽ có lãi, nhưng mà nhiều những cái em sẽ bán em cắt lỗ đi để cho các bác chơi để kéo vốn. Nói chung là nhiều hình thức lắm. Rồi mã số 5. Mã số 5 làm chiếc cần lua. Chiều dài là 3m, ninh 3m. Con này thì tải mồi được từ 10 đến 36g nhá, một chiếc cần lua rút, bát là bát gold. Tay cắn bẩn, dòng tay dài các bác nhá. Con này về các bác câu ngâm được, các bác câu lăng xê được, các bác câu lua được, vì độ cứng và độ thanh con này rất là tốt các bác nhá. Con này các bác câu ngâm mà rất là ngon này. Con này nằm trước cần thuộc dòng đời khá là cao đấy các bạn. Nó có trang bị là định vị nóng luôn nhá. Đấy, Guilander này, Guilan này. Đấy, định vị nóng. Con này thì dàn khuyên bị lỗi một khuyên các bác nhá, bị lứt mất một khuyên đề 3. Nên là khuyên hơi xấu. Mã số 5. Nặng 260g. Gốc cán bần cầm là 26. Ngọn là 2.2 ly. Con này lấy các bác là 550. Mã số 6. Mã số 6 thì được cái là cái tay bát cầm này thì giống nó là con kia luôn, nhưng mà cái bát cầm này nó còn dưới bóng. Nhưng mà phôi thì ngang nhau. Phôi thì như nhau, nhưng hai con phôi đều như nhau. Con này thì không bị nứt khoen đề 3 nhưng mà bị lai khoen bên trên. Đấy, con này lấy các bác là 500, mã số 6. Dòng này ngon mà quá, dòng này lua cực chất nhá.
Đấy, 500, con số 6 này, con số 7 này. Số 7 là một chiếc cần ISO, dài là 5,4 m, đoạt 1.5. Một chiếc cần của hãng Dulexu. Chữ Nhật nó ghi cho nên là Chi Chima Chimu gì đó. À đây là một chiếc cần bị mất khuyên, mất đầu bu. Dán cái gì đây đây? Băng dính dính vào nhé, băng dính đóng hàng dính vào. Ngọn con này ngọn long phụng luôn các nhá. Thế mình chất con này thì mất đầu bu các nhá, sinh ra là tuột hết dàn khoen trên. Đấy, con này thì bán để cho các bác, về các bác hạ tay thì các bác hạ nhá. Câu rô mã số 7 này, 180 g, gốc 2.1, ngọn 0.95, 450. Mã số 8 này, số 8 nằm chiếc cần 4,5 m, đọt số 2. Con này thì lắp chụp đầy đủ, khoen khiếc full không lỗi gì các bác nhé. 4,5 m là số 2, con này là của 3 xích. Con này là một chiếc cần của dòng chắc bên Chila xuất Nhật các bác nhé. Khoen bát thì Fuji phôi carbon, có chụp zin nhé. Để em đo luôn các bác này, con này cân nặng là 200 g, gốc 18, ngọn là 1.2 ly. Cái nắp này nó rất là lâu. Đấy, có lắp chụp của nó luôn, thuận tiện có luôn. Con này có giá 500, mã số 8. Mã số 9 ạ, mã số 9 nằm trước cần suit leader. Con này về em toang luôn. Con này thì lúc lấy về thì không biết là nó bị lỗi nhỏ, sinh ra là lấy về thì để cho bác nhá. Nói chung tiền nào của lấy, cần lỗi thì giá rẻ. Con này có chiều dài là 4,25 m, cứng là cứng EXT. Đấy, cứng 25 của dòng Sunnider, sản xuất tại Indo. Bát là bát Stylus này. Dàn khuyên thì bình thường không lỗi gì đâu nhá, khuyên ok. Con này thì có một cái nhược điểm như sau. Phôi phiếc vẫn rất là đẹp các nhá, ngon lành, cứng cáp, thoải mái cho bác chơi. Nhưng mà con này thì có một nhược điểm, nó bị hụt ngọn các bạn. Con này mà không hụt ngọn thì có giá khoảng tầm 2,1 triệu, 2,2 triệu. Mã đẹp, mã xấu thì khoảng tầm 1,9 triệu đến 2 triệu. Con này thì bị hụt mất 10 phân ngọn các bác nhé. Con này là chỉ còn 4,20 m, 4,15 m thôi. Đấy, hụt ngọn nhưng con này sẽ giảm giá sâu cho bác con này nhé. Con này thì giờ lấy các bác là mã thứ 9 này, cân nặng này 399 g, 400 g con này. Ngọn là 2.9 ly, giờ ngọn to lắm rồi. Con này có giá là 1,4 triệu. Đấy, mã số 9 bị lỗi hụt ngọn nha. Sang mã thứ 10. Mã thứ 10 là một chiếc cần của hãng Ruby, có chiều dài 3,3 m, cứng là con này cứng tương đương với cả 80 các bác nhé. Con này là một chiếc cần cứng 3,3 m, cứng 80 của hãng Ruby. Con này được sản xuất tại Nhật luôn các bác nhé. Đấy, bát là bát đối trọng bằng thép nhé. Bát là bát chống dỉ này, chất liệu Stylus nhá, màu xám này, hay làm cái khoen của dòng xích ấy. Dàn khoen thì dàn khoen gôn, loại sứ xám. Đầu bu là đầu bu gôn, loại sứ xích. Đấy, phôi là phôi hai da các bác, phôi hai da nhá. Con này thì phôi hai da luôn. Con này hơi tiếc là nó bị mất một cái khuyên. Chỗ này bị mất đá các bác nhá. Sinh ra con này sẽ bán rẻ các bác nhá. Còn không con này thì có giá khoảng tầm 1 triệu. Mà đang bị mất một khuyên thế này, thì em sẽ giảm cho các bác nhá. Đấy, mã số 10, 19 đâu. Mà này hôm trước em có bán rồi, bán một lần rồi. Hôm nay sẽ giảm sâu cho bác một tí nữa cho bác chốt nhé. Mã số 10 này, con này nặng 500 g có nhé, khá nặng. Cái đối trọng của nó nặng các bác nhé. Cái này để khi cái câu biển các bác kẹp vào đây. Con này có ra là 750, mã số 10.
mã số 10 này sang mã thứ 11 này. 11 là một chiếc cần lua. Con này của hãng Ruby thì vậy. Màu tím tím này thường thường có Ruby, có chiều dài là 3 mét. Con này có thông số tải mồi là 1/8, 3/4 OZ. Tải cước là 4-10, 4NB. Một chiếc cần là bát Fuji, khoen Fuji, dài 3 mét. Size L đúng không ấy? Size ML thôi. Chắc tầm ML đem về thử. Tầm ML có nhá. Đấy, con này hôm nay em sẽ bán mềm cho bác thôi nhá. Mã 11 này, dài 3 mét này. Nặng 235g. Ngọn là 2.2 ly, có giá là 600, mã 11. Hơi dài. Qua là thích dài của chiếc con này nhá. Mang sang mã thứ 12. 12 là một chiếc cần của hãng Pro Mariner. Đấy, hôm trước anh em mấy con ngắn ngắn anh em hỏi rất là nhiều con này dài nhé, không biết lý do dài sao anh em hơi chững. Con này em đăng đến rồi, tuần này đến thứ ba các bác nhé. Chiều dài là 3 mét ạ, tải mồi mắc là 50g. Cứng tương đương với gần M. Đấy, khoen bát Fuji đời cao của hãng Myrograd Chila xuất Nhật, dòng cao cấp. Phôi đẹp, khoen đẹp. Mã thứ 12. Nặng 210g. Ngọn 2.2 ly. Con này lấy các bác này 1,5 triệu. Giảm rất sâu này các bác nhé. Chắc là chưa hợp gu với anh em cả, anh em chắc là hơi chia hơi dài. Mã 13 này. Mã 13 là một chiếc cần cũng của Myrograd nhá. Con này làm chiếc cần lua khoen là khoen khoen như này. Khoen dài, con kia là khoen 3 chân, con này là khoen khoen 2 chân như này. Đấy các bác nhá. Con này thì cũng chiều dài là 3 mét nhá. Thông số con này thì tải mồi là đến 15 đến 42 gram. Đấy, tải LB cước này tận 20 LB cước các bác nhá. Myrograd. Con này thì khoen thoáng hơn con kia, con này mã thứ 13. Nặng 200 gram. Ngọn 2.1 ly như kia luôn, hai con giống nhau. Lấy các bác là 1,5 triệu một con. Quá ok luôn nhá. Rồi sang con thứ 14 này. 14 là chiếc cần VIP, khá VIP, 48 đọt 1.5 của dòng carbon Wicker sản xuất tại Nhật của hãng Daiwa. Con này thì nó bị lỗi các bác nhá. Lỗi thứ nhất là nó bị mất, nó bị hụt ngọn, gần như là cái ngọn này hụt hết, các bác về các bác phải thay ngọn nhé, không thì bác để nguyên câu cũng được, nhưng mà nó đang bị hụt mất khoảng tầm 30 phân ngọn chứ không ít, coi như các bác phải thay ngọn. Thứ hai là cái dàn phôi của con này thì nó cũng cũ nên là phôi của nó sẽ hơi bị chóc sơn, mà các bác câu thì thoải mái nhé, gửi rô rồi đi câu chép dịch vụ vẫn câu được, nhưng mà phải tháo bìa. Phôi dòng này thì ổn áp nó các bác nhé. Carbon Wicker sản xuất tại Nhật. Một chiếc cần 4m8 đọt 1.5. Cân nặng con này là 160g. Còn con này nó đang bị gọi là bị hỏng ngọn nhá, nên sẽ bán cho bác giá mềm. Giá đẹp con này nó rơi khoảng tầm 1,4 triệu con này. Còn bây giờ thì chỉ còn 4-700 thôi nhé. Đấy, mã 14. Mã 15. Mã 15 là một chiếc cần Alpha Taco, con này được sản xuất tại Nhật. Made in Japan, con này được chiều dài là 2m4. Độ cứng con này thì độ cứng tương đương với 50. Của dòng cần hai khúc. Con này được trang bị dàn khoen là dàn khoen lá các bác nhá. Khoen lá, nhìn cái dàn khoen lá này rất là đẹp nhá. Nhưng mà nó hơi cũ rồi. Con này thì bị một khoen lá bị mất, bị gãy. Đấy, con này sẽ bây giờ sẽ có giá mềm cho các bác chơi thôi nhá. Một chiếc cần con này đẹp, đợt trước em bán là 1,6 triệu con này, có hộp đầy đủ, nhưng bây giờ thì nó hơi cũ, giá sẽ mềm có nhá. Cân nặng con này sẽ là 200g. Ngọn 2.0 ly. Con này bị mất khuyên nên các bác là 500. Nhanh chuyến. T16 này. T16 là một chiếc cần dài 3m, cứng 15. Con này thì phôi phiếc thì ok các bác nhá. Bên trong rất là đẹp, bên trong đẹp không tí vết, nhưng mà bên ngoài thì cái lớp
Keo bóng đang bị bung nữa nhé. Đấy, con này đây em mài hết mọi bạn, lấy tay nâu thì nó bung hết này. Khi nó bung hết rồi ấy, thì nó lại rất là đẹp, nó lại ổn áp hơn nhá. Còn để không thì nó hơi bẩn. Đấy, con này thì em có đăng một lần rồi, con này các bác 400 nhé. Em vẫn chưa có thời gian em lau sạch sẽ cho các bác, lau sạch 400 các bác nhấc ngay. Nhưng mà cứ để bẩn bẩn thì các bác lại hơi ghê. Đấy, 400.000 con mã thứ 16 này nhá. Đây có 17 này. 17 là chiếc cần thuộc dòng sút dài 5,3 m. Đấy, bát cao nhá. Đây em chiếc cần hãng Nissin các bác nhé. Bát là bát Stanlit này, khuyên là khuyên lớn như này. Đấy. Dàn khuyên Fuji không lỗi gì nhá, phôi thì cũng đẹp luôn ạ. Về các bác đánh ISO rồi bác đánh. Con này cân nặng là 470 g, khá nặng ha. Gốc 26. Gọi là 1.8 ly. Rồi con này các bác 1 triệu tròn. Rồi sang cây tiếp theo là cây thứ 18. 18 là chiếc cần lua rút có chiều dài là 3,3 m của hãng Sia Senso này. Một chiếc cần của dòng Chila xuất Nhật các nhá. Bát là bát hãng, khoen là khoen khoen này là khoen của hãng, là có chung khoen này là đang khoen Fuji nhưng mà nó là khoen bị lai rồi thì vậy. Con này về các bác thêm khoen vào chơi nhá. Con này bộ khoen đang bị lỗi rồi, xấu. Con này để các bác câu ngâm ở ao rất là tốt này. Giá mềm luôn nhé. Cân nặng là 250 g. Thân carbon này 16. Ngọn 2 ly 400.000 mã 18 này. Sang mã thứ 19 này. Mã 19 là một chiếc cần Group Grip. Con này là một chiếc cần nội địa nhé. Cần nội địa Nhật có chiều dài 54.1. Bát là bát Fuji, khuyên là khuyên Fuji. Con này mất đầu bu sinh ra là bị tụt ngọn nhé, tụt dàn khoen ngọn. Con này độ lẩy rất tốt cho nhá. Cần rút ra là thẳng các bạn. Về các bác hạ tay để bác câu rô. Con này câu rô cũng rất là sướng nhá. 54.1, 200 g, gốc 22. Ngọn là 0.91 ly, con này giá 450. Mã 19, sang mã 20 này. Mã 20 là chiếc cần cuối cùng. Chiếc cần này là chiếc cần không duyên men cho lắm. Đầu tiên nó rất là đẹp, bán từ 900.000, khách chốt. Xong khách không có nhà, đi du lịch. Thế nó bị hoàn về thì bọn vận chuyển nó làm vỡ một cái khuyên đây. Xong lại bán cho các bác là 700. Xong lại bị hoàn về. Đấy, hôm nay là đang lần thứ 3. Ở đây là chiếc cần rất là xịn nhé, không phải cần thường nữa nhé. Cần này là cần thuộc dòng đầy đầu ấy, phôi rất là chắc và dày. Một chiếc cần của hãng Ruby có chiều dài là 3,6 m, độ cứng con này là độ cứng khoảng tầm 50 cơ nhé. 50 mà dòng là thân nó hơi mềm một xíu. Toàn bộ dàn khoen đây là khoen xích hết các bác nhé. Khoen Fuji xích hết đấy ạ. Con này về các bác bán, các bác chỉ rút khuyên thôi, không khéo các bác đã đủ cái gốc là 700.000 rồi. Đấy, con này thì ngoại hình rất đẹp, bát gold, đít đỏ, một chiếc cần 3 khúc. Toàn bộ dàn khuyên gold rất là nhiều nhé. 5 này, 10 này, 13 này, 16 khuyên, 17 khuyên tất cả nhưng hỏng mất một, còn 16 khuyên. Bán cho các bác cây này 700.000. Đấy, cái cuối cùng. Cây này bán khuyên không rồi đấy. Đấy, hôm nay thì lên cho bác trên đây cần nhá. Các bác ưng cần phải báo cho em nhá. Hẹn các bác vào clip của ngày mai. Em sẽ cố gắng lấy thật nhiều hàng mới để cho phục vụ cho các bác. Hẹn các bác clip tiếp theo. Bye bye.